Xin chào mừng mọi người đã quay lại với cái channel của mình nhé. Sau thời gian quá là lâu rồi không làm clip thì hôm nay sẽ trở lại với khả năng sniper. Mình sniper lên thôi. Hôm nay mình sẽ bắn với lại con nhân vật Ranger và khẩu 3Z Ultimate Gun. Chả biết đọc như thế nào cả. Hồi xưa học tiếng Anh thì quá là ngu, bây giờ cũng không biết cái gì cả. Mình tha cho thằng đó nha. Tí nữa có gì mình đi khu đó thì nó sẽ bỏ qua cho mình đấy chứ. Bắn nó tí nó phát hiện Ranger thì nó bắn cho mà hút mì tô. Đấy, đấy, cái thanh niên này đang trong tình trạng ngu người đấy. Chị Ngọc Trinh làm gì nha. Wow, mình tưởng nó phát hiện mình rồi chứ. Hết cả hồn nha. Nó chỉ thẳng súng vào mặt mình mà không bắn. Anh ấy vẫn đang chứng tỏ mình là một trong những tay sniper rất là chuyên nghiệp. Vẫn chưa biết được anh ấy đang dùng cái skill gì. Anh ấy đang cầm súng và đi một cách như là một vị thôi. Ui dồi ôi, làm gì đây? Làm gì? Chết mà không hiểu vì sao mình chết. Nhiều pha không thể tin nổi. Ui dồi ôi, lại là bị dừng chơi phát hiện. Quá là nhỏ cho tôi. Dạo này mình snap cũng khá là hay đấy. Con khéo nó lại đạt tới cái đẳng cấp thế giới hồi nào không biết nha. Bạn xem nhớ để lại comment bên dưới video để tăng tương tác kênh của mình nhé. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Móc cả dao ra mà thể hiện. Ui dồi ôi, đúng là đẳng cấp thế giới nó có khác các bạn. Bắn toàn là tường mà đối thủ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Làm gì? Làm gì? Tính làm gì đấy nha. Rồi còn thanh niên tướng vẫn đang vùng vẫy bên tay trái của tôi. Đấy, đâu rồi, hàng đâu? Hàng đâu chạy cho xa. Đây. Ui dồi ôi, mù nhanh này. Anh tướng này ảnh bắn cũng khá là hay đây. Đang sử dụng cái skill đi nhanh không nghe tiếng chân thì cán bộ đi sau lưng nó cho ăn cái phát cận chiến. Không thể nào tin nổi cả. Nó có thể là sau pha gì rồi anh sẽ đập 10 cái bàn phím chắc. Đấy, đấy, anh tổng tư lệnh nhảy nhót làm gì? Nhảy làm gì? Không thể nào tin nổi. Bắn hay cũng lao cái tội. Ok, bây giờ sẽ lao cái trận mới nhé. Bắn hay quá chúng nó lại kích các bạn. Không phải là bắn hay mà do mình chơi cận chiến nó kích đấy chứ mà. Mình bắn thì nó không kích đâu. Chơi gì kệ ba người ta chứ. Chơi cận chiến là kích là sao? Là sao? Ê, mang cái nón làm gì nha. Mình tha đấy, ông này đùa. Khả năng snap khá là chuyên nghiệp bên mình bắn mít ấy. Mình sử dụng con nhân vật này có thể nói là đạt tới cảnh giới rồi đấy. Cảnh giới của sự nguy hiểm. Mình đi kế bên thì thôi, không thằng nào có thể phát hiện ra. Các thanh niên bên khu B đông nha. Những pha như thế này các bạn phải hết sức là bình tĩnh nha. Không nên để chuột nó di chuyển vào người mình, nó hiện chữ đỏ đấy. Hết sức là bình tĩnh, đi sau lưng với lại đi ngang ngang mặt nó thôi. Qua được 5 chốt công an rồi, vẫn chưa bị bắt. Thanh niên làm gì em đây? Làm gì bắn mình thế nha? Ôi lại là phát hiện. Thôi xong tôi rồi. Kiểu này chúng nó lao vào nó hấp diêm cái nước mà hút mì tôm ấy. Mày thích chơi cận chiến à? Lên đây mà thể hiện. Thôi xong rồi. Thôi xong. Ê, làm gì? Làm gì? Trời ơi, cận chiến chém mít không rồi trời. Ngu người thật. Ua. Lại là chết. Phải cận chiến mình chém hai phát trước mặt không nhích được giọt nào. Quá là ngu người. Khả năng mà nhảy đầm né đạn của mình cũng khá là hay nha. Mình không tin được là mấy pha đó mấy thanh niên kia bắn mít đấy. Mình cứ nhảy qua nhảy lại mấy ông làm được cái trò gì mình cũng chả hiểu nữa. Mấy mày sao lại nhảy nhót ở đây nha. Hư nha. Thanh niên kia cầm sẻng đập mình hư thế nha. Sao lại phát hiện mình là đập thế. Mình cũng đâu cố tình giết bạn đâu. Rồi bạn bắn mình thì thôi, mình cho mình xin cái cận chiến nha. Không cố tình. Thật sự là mình mấy pha mà mấy bạn đi bên cánh phải mình không cố tình bắn đâu. Đây. Ngồi nhắm. Tuyệt vời. 6 chết 1, ngon lành nha. Rồi có thể là mấy thanh niên sẽ canh bên phía bên đó đấy. Bây giờ mình lại đổi hướng sang phía bên này. Tha hồ mà hơi chơi cận chiến nha. Cái thanh niên này canh ghê lắm. Mình thì mình lại chơi gà thôi, bắn snip cũng không hay. Nên là mình móc xe chơi cận chiến thôi. Đây, hàng đây. Hàng đứng nghiêm. Lại là bị một pha thọt. Không biết chuyện gì xảy ra. Đây, ông này nè. Ông này hồi nãy hư nha, hồi nãy là bắn mình là hư nha. Sao vậy? Giao đi, giao nha. Ủa, lại là móc súng thôi chơi. Sao vậy? Giao bạn ơi.
Bạn này sao chơi dơ thế nhờ, thôi cho tôi chạy cái. Wow, không chạy nổi, thanh niên kia lầy không tha cho mình. Phải thật, giờ sẽ tiếp tục đi con đường này nhá. Đi theo con đường này thì dẫn qua nhà địch cũng khá là nhanh đấy, nhưng cũng rất là dễ chết đấy. Trời ơi, hai anh đừng có canh em chứ. Vừa thỏ đầu ra hai ông canh mình rồi. Rồi xong lên đi bạn ơi. Bạn này cover snap hay thật đấy. Vừa ra thò đầu ra bắn chết hai thằng. Đấy, mũ chim, mũ chim. Mình thích mấy ông chơi mũ chim đấy. Quá là nguy hiểm, mấy thanh niên mang cái mũ chim đang thể hiện cái khả năng ngu ngơi. Trời ơi, thanh niên cỡ nhà sờ đáp này. Chuẩn bị để cận chiến nó phai thẳng vào đâu. Bắn thì không lo bắn mà cứ ngồi ỉa thầy nha. Làm gì nha, làm gì, làm gì được tôi. Làm gì, trời ơi. Cận chiến tay là mít, ngu ngơi thật. Mình là mình hay chơi theo cái kiểu mà né qua bên trái, xong lại né qua bên phải và cắm đầu xuống đất. Cái skill này né đạn snap cũng khá là hay đấy. Bạn có thể áp dụng được cái trong cái chế độ sniper hoa đăng đi nhá. Mình thì mình hay chơi theo cái kiểu lục rừng như thế đấy. Chơi như thế mà vui, không thích chơi bắn snap mấy, cứ thích chơi cận chiến thôi. Ngồi ỉa, ngồi ỉa này, đi ngồi ỉa này. Ngồi ỉa, ui. Thế mà không ăn được nha. Cái đó phải là multi kill chứ. Multi kill mới hay được. Tự nhiên pha xử lý đỉnh cao như vậy mà bị chết bởi pha cuối cùng. Không thể nào tin nổi những pha xử lý của mình lại lâu lâu vấp phải những pha ngu người như thế đấy. Thôi, tha cho em. Thanh niên kia quyết tâm chơi mình nữa nha. Không cho mình bắn chơi cận chiến ấy. Mình đã bảo chơi dao rồi mà thanh niên cứ móc hàng ra bắn mình là như thế nào nha. Rồi mấy thanh niên thủ dâm ở nhà cả lũ ấy. Giờ qua nhà đối thủ là móc dao ra là quất luôn. Không cần phải ngại gì cả. Ôi dồi ôi, dồi ôi, nhảy ra kìa. 2-3 thằng. Oh, win rồi. Ôi, hiệp 13 nhá. Còn mình cũng kết thúc video tại đây thôi. Các bạn xem nhớ like và comment bên dưới video cho nó tăng tương tác kênh của mình nhé. Nhớ ủng hộ mình để lên 100.000 subscribe nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip lần sau. I guess you're pretending to move on. Is it true? The stars is telling me that you're only telling lies. I'm asking you to come back, to move on, and tell me why.